Bắt đáp. NCT 66715 Lương Tiếu Đường. BC 38547 Dương Lập Thanh. Trình báo cho Bắt đáp. Chào mừng hai người trở lại CIB. Sếp Laffin, lần này sếp là mật thám trọng trách nặng nề, gian khổ lập công. Phần quà này là của mọi người tặng cho sếp đó. Tôi làm mật thám lâu như vậy, chưa từng được nhận quà. Nè, quà của tôi đâu? Tôi cũng là mật thám mà, tôi cũng có trọng trách nặng nề vậy. Được rồi, lần sau tặng anh. Cô nói đó nha, cô nợ tôi đó nha. Ý khoan đã, thật ra món quà này Madam Joe cũng có phần đó. Hả? Tôi cũng có phần. Phải đó, phải đó. Theo tôi thì món quà này nè, phải do sếp Laffin và Madam Joe cùng mở thì mới được đó. Làm ra dễ thần bí. Có phải muốn chơi tôi không đây? Hả? Mở ra đi sếp Laffin, đừng phụ lại thành ý của chúng tôi. Phải đó, nhưng mà tới tôi cũng có phần. Thật sự hơi kỳ lạ đó. Không kỳ lạ đâu Madam, mở ra đi. Đồ tốt mà. Đồ tốt. Mary. Mi. Sếp Laffin, Madam Joe, CIB chúng ta là con cưng của cảnh đội, lanh lợi tài giỏi. Hai người có tình ý ngầm, làm sao thoát được nghiệp vụ nghe lén, theo dõi và phân tích tình báo của chúng tôi chứ? Kết hợp đi, kết hợp đi, kết hợp đi, kết hợp đi. Khoan đã. Thì ra mọi người đã biết từ lâu rồi, còn nghe lén, theo dõi, phân tích tình báo nữa hả? Nhất định là có người cố ý để lộ tin cho mọi người, diễn một vở kịch rồi phải không? SGT 66715. Yes, madam. Lấy anh nha. Lấy anh đi, 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 lấy anh đi. Hughes, Hughes. Nè, tao đây. Coi như mày ngoan, còn nhận ra tao. Có người còn dịu dàng với Hiêu hơn với em nữa đó. Em ghen tị sao? Không dám. Bây giờ mọi chuyện đều tốt rồi. Nhưng đáng tiếc nhất là chưa bắt được cô què. Yên tâm đi, cảnh sát toàn Hồng Kông đang tìm hắn. Hắn không thoát được đâu. Nhưng có một thứ này, em nghĩ có thể giúp chúng ta sớm tìm được hắn. Là gì vậy? Anh có còn nhớ đoạn phim mà anh và Lập Thanh quay lén được không? Còn nhớ, chúng ta đã dựa vào động tác bắt tay chạm nhẫn của hắn mới xác định được các thành viên dĩ thái hội ở bên cạnh hắn. Nhưng em coi lại đoạn băng đó, phát hiện có một chuyện rất kỳ lạ. Đó là khi chiếc nhẫn của họ chạm vào nhau, màn hình liền bị chớp một cái. Mới đầu em cũng không để ý, nghĩ là tại chất lượng màn hình. Nhưng mà sau đó nghiên cứu kỹ lại, lần nào cũng như vậy. Có khi nào bọn họ chạm nhẫn với nhau đã tạo ra sự nhiễu sóng điện tử nên màn hình mới chớp như vậy? Cho nên em cảm thấy chiếc nhẫn đó nhất định có gì kỳ lạ. Hôm đó sau khi bắt Hà Tử Lương, CIB đã lập tức triển khai hành động bắt co què và những tên khác. Ai ngờ bọn họ đều đã trốn thoát hết. Giống như có người kịp thời thông báo cho bọn họ vậy. Có khi nào bọn họ dùng chiếc nhẫn để báo tin cho nhau không? Ngày mai em lập tức xin lệnh đem chiếc nhẫn đó ra nghiên cứu kỹ lại. Ngày mai chúng ta có hẹn mà. Phải ha. Ngày mai chị Lam từ Singapore trở về. Sếp cũng đã hẹn chúng ta ăn cơm. Không sao, em làm xong sẽ lập tức tới ngay. Đành phải vậy thôi. Madam, tôi đang có việc gấp cần mượn xe của anh. Nếu có tổn thất gì, cảnh vụ sẽ đền bù hợp lý. Sao hả, em ở đâu rồi? Em tới Lợi Chi Giác lấy mấy chiếc nhẫn, sau đó nhìn thấy Tô Tinh Bá bám theo. Bây giờ em đang dùng một chiếc xe khác bám theo hắn. Em đang ở đâu vậy? Đang đi về hướng Thuyên Loan. Anh sẽ tới ngay, giữ liên lạc nha.
Judy bên em sao rồi? Em bám theo tới xưởng lọc nước biển bỏ quan. Chiếc nhẫn đúng là có vấn đề. Em nghi ngờ trong đó có mật mã tài khoản ngân hàng. Được, anh sẽ báo lại cho sếp cũng. Em nhớ cẩn thận đó. Tuyệt đối không được hành động sơ suất. Chờ anh tới rồi hành động. Em thấy cô què rồi, không nói nữa. Lương Tiểu Đường, lượm mấy chiếc nhẫn đó lên đây. Lá Phiên, mặc kệ hắn, cầm mấy chiếc nhẫn đi đi. Con què, cậu chạy không thoát đâu. Có lượm lên không? Nếu không ta bắn đó. Lá Phiên, chạy đi. Đứng lại. Bỏ xuống xuống. Ném đồ qua đây. Dỡ trò chết đi. Lá Phiên, Judy, em cố lên. Lá Phiên, buông tay đi, nếu không chúng ta sẽ đều chết đó. Không được. Lá Phiên, em không muốn nhìn thấy anh chết. Anh cũng không muốn nhìn thấy em chết. Sống thật tốt, thay em chăm sóc cho má. Huh?
Cô à, có thể cho tôi biết tên được không? Vì cô rất giống một người bạn của tôi. Anh à, cách làm quen này của anh đã lỗi thời rồi. Em không thể công tư bất phân. Em là cấp trên của anh, em không thể để tình cảm giữa hai chúng ta ảnh hưởng tới hành động lần này. Nè, chúng ta cũng yêu nhau như người ta, nhưng chúng ta lại không thể như những cặp tình nhân khác đi chơi, coi phim, đi ăn cơm được. Kẹo chiếc nhẫn. Chờ anh hoàn thành nhiệm vụ, khôi phục lại thân phận, sẽ chính thức cầu hôn với em. Sếp cũng, tôi muốn trở về CAB làm người huấn luyện, sau này không làm mật thám nữa. Vì Jody sao? Người đó rất quan tâm tới anh, không nỡ để anh chết. Anh có nghe không vậy? Đây là mệnh lệnh đó. Buông đi Luffy, em không muốn nhìn thấy anh chết. Anh cũng không muốn nhìn thấy em chết. Luffy, anh phải sống tiếp cho thật tốt. Jody! Còn là cấp trên của anh nữa. Em chỉ muốn khi anh gục ngã, em ở bên cạnh nâng đỡ anh.